tiếp tục nè, câu 2. Hai thùng gạo chứa tổng cộng là 200 kg, thì biết thùng thứ nhất bao nhiêu không ạ? Không. Biết thùng thứ hai bao nhiêu ạ? Không. Vậy mình gọi x là số kg gạo thùng 1. Tiếp tục, y là số kg gạo thùng 2, được chưa? Và x y của mình lớn hơn 0. Vậy hai thùng chứa 200 kg, thì đây số kg thùng thứ nhất cộng số kg thùng thứ hai, vậy là x cộng y bằng 200, được chưa? Một phương trình để y giúp đỡ. Tiếp tục nè, nếu đổ 20 kg gạo từ thùng 1 cho đi 20, thì các bạn phải biết là cho đi 20 thì mình trừ đi 20, được chưa? Còn thùng nào nhận thì cộng thêm 20. Thùng 1 các bạn ghi vào, nếu thùng 1 cho 20 kg vào thùng 2 thì hai thùng đó bằng nhau. Thì thùng 1 cho đi à, lúc đầu là thùng 1 là x nè, cho đi là trừ 20. Còn thùng 2 nhận vào, vậy là y cộng 20. Và số thùng hai thùng đó như thế nào ạ? Bằng nhau. Và các bạn phương trình thứ hai, được chưa? Vậy theo đề bài ta có, ta viết lại hai cái phương trình đó, x cộng y bằng 200. Và ở đây các bạn chuyển với đổi dấu đó, chuyển với đổi dấu luôn, vậy mình sẽ có x trừ y bằng 20 cộng 20 ra 40. Vậy mình đã về gì ạ? Phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì các bạn có thể dùng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số. Thì ở đây các bạn cứ làm bình thường nha các bạn. Cứ làm bình thường. Đó, các bạn muốn làm gì làm ra x y, sau đó các bạn hãy kiểm tra lại bằng máy tính Casio. Thì các bạn nhìn nè, trước x là a, trước y là b, và cái này là hệ số tự do. Các bạn bấm on mod 51. Được chưa? 1 1 200, 1 bằng 200 bằng. Tiếp tục, 1 trừ 1 40, 1 trừ 1 4 40 bằng. Thì ra 100 120 và 80. Sau đó các bạn nhớ kết luận giúp lợi. Ok không ạ?